Bạn đang say sưa học bài khuya thì bất chợt nghe thấy điều gì đó. Một loại âm thanh lách cách. Bạn cố gắng bỏ qua nó và tập trung vào sách của mình. Nhưng âm thanh đó lại tiếp tục. Bạn bật nhạc lên. Ổn hơn rồi. Có lẽ chẳng có gì, chỉ là ngôi nhà ọp ẹp mà thôi. Nhưng không, âm thanh đó vẫn tiếp tục. Bạn cần tìm ra nguyên nhân gây ra điều này. Bạn nhìn xung quanh. Âm thanh đó đến từ bên ngoài cửa sổ của bạn. Một tiếng lách cách khác. Nó chắc chắn đến từ bên ngoài. Bạn từ từ tiến tới cửa sổ. Trời tối và bạn không thể nhìn thấy gì vì ánh sáng lóa. Từ từ, bạn đưa tay ra, nắm lấy cửa sổ, mở nó ra. Và không có gì. Bạn thò đầu ra ngoài và nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Bạn đóng cửa sổ và quay lại bàn học. Nhưng sau đó âm thanh đó lại tiếp diễn. Sáng hôm sau, bạn đang ăn sáng thì lại bắt đầu nghe thấy tiếng lách cách đó, nhưng vẫn không thấy có gì ở đó. Trên xe buýt, bạn chắc chắn là nghe rõ tiếng nó phát ra từ chỗ ngồi ngay phía sau bạn, nhưng lại không có dấu hiệu của bất cứ điều gì một lần nữa. Bạn đang làm bài kiểm tra của mình. Các đốt sống được kết nối với nhau bằng... từ đó là gì? Mọi thứ diễn ra không tốt như bạn mong đợi. Thật khó để học tối qua với một âm thanh lách cách liên tục. Nhưng bạn đang cố gắng hết sức. Ít nhất thì tiếng ồn đã dừng lại để bạn có thể tập trung một chút. Bạn đứng lên và nhìn ra phía sau, quyết tâm tìm xem điều gì đang tạo ra tiếng ồn này. Nhưng lại một lần nữa không có gì. Bạn bối rối nhìn các bạn học xung quanh trước khi ngượng ngùng ngồi xuống. Tiếng lách cách bây giờ gần như không ngừng nghỉ. Hầu như lúc nào bạn cũng có thể nghe thấy nó. Nó cứ tiếp diễn như vậy hàng tháng trời. Không ai khác có thể nghe thấy nó, và dường như không ai tin bạn. Một mặt, bạn đã có thể dần quen với nó, nhưng mặt khác, bạn chưa bao giờ thoải mái khi tiếng lách cách liên tục theo bạn ở mọi nơi bạn đến. Bạn đang ngồi trên sàn nhà của mình, tập trung cao độ, cố gắng loại bỏ mọi tiếng ồn trong tâm trí. Bạn nhắm chặt mắt hết sức có thể và dồn toàn bộ năng lượng để ngăn tiếng ồn. Và rồi nó biến mất. Không còn nghe thấy tiếng ồn đó nữa. Bạn mở mắt ra. Có thể là nó chăng? Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi chăng? Lách cách, lách cách, lách cách. Bạn quay lại để nhìn, nhưng đã quá trễ rồi. Những gì bạn vừa chứng kiến là một ví dụ kinh điển về một cuộc tấn công của SCP-4975. Một đối tượng dị thường được đặt biệt danh rất khéo léo là hết giờ. SCP-4975 là một thực thể cao, gầy, với một số đặc điểm mơ hồ của loài chim, đặc biệt là cái mỏ. Các chi dài của nó không phân chia thành các ngón, thay vào đó thuôn nhỏ thành các ống và một lớp da sẫm màu, dày, cứng, bao phủ toàn bộ cơ thể, bao gồm cả mỏ của nó. Ngoài vẻ ngoài kỳ dị, SCP-4975 có lẽ còn được biết đến nhiều nhất về âm thanh lách cách đặc biệt mà nó tạo ra. Các đốt sống ở cổ dài của nó không được nối với nhau bằng bất kỳ đĩa đệm hay gân cốt. Mỗi xương cổ này dường như có thể di chuyển độc lập với nhau. Nó xoay các đốt sống này liên tục, từng cái một, từ dưới lên đầu, tạo ra chuyển động lắc lư liên tục qua lại của đầu. Các đốt sống này tạo ra âm thanh lách cách hoặc nứt vỡ với mỗi chuyển động. Hành vi chính của SCP-4975 là theo đuổi và rình rập con người. Một khi nó đã chọn mục tiêu, vì những lý do vẫn chưa được biết, nó sẽ bắt đầu theo dõi họ và chỉ mục tiêu mới có thể nghe thấy âm thanh lách cách, mặc dù họ sẽ không thể xác định được âm thanh thực sự từ đâu đến. SCP-4975 sẽ tiếp tục theo dõi nạn nhân trong một khoảng thời gian dài, kéo dài đến 10 tháng hoặc hơn. Cho đến một lúc nào đó, nó sẽ ngừng lắc đầu, tiếng lách cách chấm dứt và 4975 sẽ tấn công. Trong một cuộc tấn công, SCP-4975 sử dụng chi phụ dài của nó để đánh và xé xác nạn nhân. Sau đó, nó sẽ ăn luôn xác của họ. Thường bắt đầu khi nạn nhân vẫn còn sống. Xác một người trưởng thành trung bình dường như đủ để SCP-4975 tồn tại trong một vài tháng. Sau đó, nó sẽ nhắm vào một con mồi mới và bắt đầu lại quá trình. Bằng chứng về SCP-4975 đã được tìm thấy từ năm 1538, với một sinh vật rất giống với nó xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian của Đức. Nhiều mô tả nghệ thuật từ thời điểm đó cũng cho thấy một sinh vật chim đen lớn dường như chính là sinh vật dị thường này. Một tin tốt lành là SCP-4975 hiện đang bị quản thúc tại cơ sở của tổ chức SCP, nơi nó được giam giữ trong một hầm chứa thép tiêu chuẩn. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy, việc ngăn chặn này không dẫn đến việc kết thúc các cuộc tấn công của SCP-4975 và các báo cáo về các vụ việc mới tiếp tục được báo cáo. Trong một báo cáo từ vùng Black Forest của Đức, các đặc vụ của tổ chức đang điều tra trường hợp của một người đàn ông địa phương.
Người đã báo cáo rằng anh ta đã nghe thấy tiếng lách cách nhịp nhàng hơn 4 tháng. Người đàn ông cho rằng mình đã bị theo dõi hoặc là đối tượng của một trò đùa tàn nhẫn và yêu cầu chính quyền địa phương xem xét sự việc. Các đặc vụ đã bắt giữ người đàn ông này và nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng ông ta đã trải qua chứng hoang tưởng và ảo giác thính giác do tác dụng phụ của quá trình hóa trị mà ông ta đang thực hiện vào thời điểm đó để chế đậy. Các đặc vụ đã đưa người đàn ông đến nơi cuối cùng mà anh ta nghe thấy tiếng lách cách. Đó là một khu vực nhiều cây cối. Khi họ đi qua khu rừng, người đàn ông ngày càng lo lắng cho đến khi anh ta dừng lại và chỉ vào một cái cây, khẳng định rằng đó là nơi phát ra âm thanh. Người đàn ông đóng băng vì sợ hãi khi các đặc vụ rút ra vũ khí và ba người chuẩn bị kiểm tra. Họ chia ra và với một chiến lược hiệu quả vòng quanh cái cây ở hai bên để tìm, nhưng không có gì. Cùng lúc đó, người đàn ông hét lên, chỉ tay vào một sinh vật mà các đặc vụ không thể nhìn thấy, mà người đàn ông tuyên bố là đang tiến gần đến anh ta. Người đàn ông đã bị ném xuống đất bởi kẻ tấn công vô hình mà bị đánh nhiều lần. Các đặc vụ cố gắng tấn công nơi có vẻ như sinh vật vô hình đang đứng đó, nhưng nắm đấm và vũ khí của họ bay qua không trung như thể không có gì ở đó cả. Một đặc vụ khác cố gắng kéo người đàn ông đi, nhưng anh ta đã bị một thế lực bí ẩn đè xuống. Một vết thương lớn bắt đầu xuất hiện trên phần bụng của người đàn ông, vẫn không thể di chuyển người đàn ông hoặc ngăn chặn bất cứ thứ gì đang tấn công anh ta, và không còn lựa chọn nào khác. Một đặc vụ của tổ chức đã rút súng của anh ta ra và kết liễu người đàn ông. Một lúc sau, khi các đặc vụ quan sát, những rải thịt bắt đầu bị xé ra khỏi cơ thể và biến mất, như thể một sinh vật vô hình đang ăn thịt người đàn ông đã khuất. Nhưng cuộc tấn công vô hình này thậm chí không phải là phần kỳ lạ nhất. Vào đúng thời điểm người đàn ông ở Đức bị giết và nuốt chửng bởi một thế lực vô hình, SCP-4975 được quan sát thấy đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào góc đông nam của phòng giam, và nó còn không tạo ra tiếng kêu lách cách ở cổ. Mọi sự tiếp xúc của con người với SCP-4975 đều không được phép, và tất cả các nghiên cứu hiện tại về sinh vật này đã tạm thời bị dừng lại, mặc dù nó đã được phân loại là Euclid. Sau những cuộc tấn công liên tục này và hành vi kỳ lạ mà nó thể hiện khi chúng diễn ra, việc phân loại lại thành Keter đang được xử lý. Trong trường hợp nơi quản thúc bị xâm nhập, chính sách chính thức của tổ chức là bất kỳ nhân viên nào bắt đầu nghe thấy tiếng răng rắc nhịp nhàng, dai dẳng phải cách ly bản thân với các nhân viên khác và kiên nhẫn đợi SCP-4975 được đưa lại buồng của nó, hoặc đến khi những tiếng động dừng lại. Có lẽ khi bạn đợi cho tiếng lách cách chấm dứt, bạn có thể tiếp tục giải trí bằng một bài đồng dao cổ của Đức được cho là viết về SCP-4975. Bản dịch của nó là: tích tắc, đồng hồ chim cu đều đều chạy, cúc cu, con chim trong đồng hồ hót vang. Tích tắc ghi dấu thời gian, tích ngay luôn con tim. Con sẽ sống chừng nào con nghe tiếng tích tắc. Lắng nghe thật kỹ để biết khi nó dừng, chim non sẽ bay ra khỏi nhà. Con có nghe thấy nó không? Nó dừng lại chưa? Con yêu, nó có nghĩa là thời gian của con đã hết. Hãy xem thêm một video khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.